Chào bạn Joe. Bạn đang chở những thùng đó tới bãi rác thải à? Gió dường như hơi mạnh thì phải. Nó làm đổ những cái thùng hết rồi. Ồ, may quá, Troy đang tới. Chắc anh ấy sẽ giúp được. Troy à, chúng ta cần thu nhặt đống lộn xộn này. Bạn có ý tưởng nào không? Ý kiến hay đó. Teddy luôn có giải pháp thú vị. Hãy nói chuyện với anh ấy. Chào Teddy. Xe lửa hải quân Joe bị đổ to hàng trên đường tới bãi rác. Troy muốn giúp anh ấy. Bạn có ý tưởng nào không? Được rồi, làm đi nào. Wow, Troy, bạn đã sẵn sàng để tái chế những cái thùng đó rồi. Đi giúp Joe nào. Nè Joe, xem Teddy đã làm gì nè. Anh ấy đã biến Troy thành một xe lửa tái chế để giúp bạn xử lý đống lộn xộn này. Được rồi Troy, tại sao bạn không dùng cánh tay nam châm để gom chúng lại? Làm tốt lắm. Bạn sẽ làm gì với tất cả chúng đây, Troy? Đúng là ý kiến hay. Anh bạn, trông đó nóng thật. Nhìn nó giống Joe quá. Đúng là một cách thú vị để tái sử dụng những cái lon đó, Troy à. Chà Joe, bạn cười kìa. Các bạn đã tìm được một chỗ cho bức tượng rồi. Hẹn gặp lại các bạn. Khi mọi người trong thị trấn xe lửa đang tận hưởng một ngày nắng đẹp trên biển, thì ngài Byron và bà Betty lại thích một không gian yên tĩnh bên nhau trên hòn đảo.
thật đẹp và yên bình. Chúng ta nên cảnh báo họ có một đoạn đường ray bị gãy. Ôi không, giờ ngài Byron và bà Betty bị mắc kẹt rồi. Đừng làm vậy bà Betty, bà không làm được đâu. Hai người sẽ không bao giờ làm được. Ôi trời, chúng ta cần người giúp đỡ. Nè Troy, không còn thời gian tắm nắng đâu. Bạn cần tới nhà kho ngay. Mình sẽ giải thích khi tới đó. Nè Teddy, ngài Byron và bà Betty bị mắc kẹt trên đảo rồi. Bạn có giúp được không? Không biết là chúng sẽ làm được gì. Đã xong chưa Teddy? Nhìn giống như một bồn nước. Chuyện gì vậy? Họ bị ngất đi hay là gì vậy? Cả hai đều hết hơi nước rồi. Troy đến rồi. Tuyệt lắm Troy, nhưng ngài Byron và bà Betty đã hết hơi nước rồi và không thể di chuyển. Bây giờ họ có thể tạo ra hơi nước để khởi động máy rồi. Teddy đang nghĩ tới chuyện này. Cuối cùng lại ở bên nhau. Làm tốt lắm Troy. Bạn cũng vậy Teddy. Tạm biệt mọi người. Hôm nay lạnh thật đó. Cảm ơn đã dọn sạch đường ray Bobby à. Giờ bạn và Tina sắp phải làm việc trên một người tuyết khổng lồ sao? Ở ngay giữa hồ à? Cẩn thận nha.
Ồ, băng bị nứt rồi. Ôi không, các bạn bị đóng băng rồi. Troy, cảm ơn trời là bạn ở đây. Buffy và Tina gặp phải tai nạn trên đường ray. Và giờ họ bị đóng băng trong hồ rồi. Ý kiến hay đó. Teddy biết sẽ phải làm gì. Hãy nhờ anh ấy giúp đỡ. Chào Teddy. Xin lỗi đã làm phiền bạn nha. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp. Troy cần bạn giúp đỡ. Buffy và Tina bị ngã vào hồ nước đóng băng và chúng ta cần cứu họ ra. Bạn có giúp được không? Tuyệt quá, bắt tay vào việc thôi. Không thể tin được. Bạn là một tàu phá băng, Troy à. Giờ chúng ta hãy đi cứu Buffy và Tina thôi. Thật không thể tin được. Bạn sẽ phải xuống nước để phá băng, Troy à. Bạn làm được không? Làm sao để cứu họ ra đây? Ồ, là cần cẩu. Tất nhiên. Thật là kinh ngạc, Troy à. Các bạn có sao không? À, các bạn lạnh sao? Các bạn còn ướt sũng mà. Chào bạn Teddy. Ý kiến của bạn thật tuyệt. Ồ, bạn mang sô-cô-la nóng để làm ấm mọi người sao? Thật là tốt quá. Chà, Troy và Teddy, các bạn lại giúp tụi mình rồi. Thưởng thức đi nha. Hẹn gặp lại lần sau các bạn. Xe lửa Troy. Chào Troy, hôm nay là một ngày thật tuyệt để ghé thăm thị trấn xe lửa.
Ồ không Troy à, Tina sắp rơi rồi kìa. Tony đang chạy quá nhanh. Có lẽ Teddy có thể giúp bạn đuổi kịp Tony. Chào Teddy, Troy muốn có thể chạy thật nhanh để anh ấy có thể đuổi kịp Tony và cứu Tina. Cô ấy sắp rơi xuống rồi. Thật tuyệt vời Troy à. Teddy đã biến bạn thành một xe lửa cao tốc. Ý kiến hay lắm Teddy, nên mang theo bình xăng dự trữ. Bắt tay vào việc thôi Troy. Gặp lại bạn sau Teddy. Anh ấy kia rồi. Đi thôi Troy, đi thôi. Kích hoạt động cơ phản lực nào. Wow, những động cơ này mạnh thật. Bạn đang tới gần quá đó. Ồ không, bạn giảm tốc độ rồi. Chắc là hết nhiên liệu. Giờ sao đây? Ý kiến hay lắm Troy. Bình xăng dự trữ mà Teddy đưa cho bạn sẽ giúp bạn chạy tiếp. Được rồi, chạy tiếp nào. Tony, chạy chậm lại. Tony. Ôi trời, anh ấy không nghe thấy. Đừng lo lắng, Troy đến để cứu bạn đây Tina. Wow! Đừng lo Tina, Troy sẽ không để bạn bị rớt xuống đâu. Thật mừng vì bạn đã an toàn Tina à. Tạm biệt Troy, làm tốt lắm.
Hẹn gặp lại. Tạm biệt Tina. Tạm biệt Teddy. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.